Từ ngày hôm nay, căn nhà này là của hai cô. Trưởng phòng, sao anh lại đây? Chuyện bất đắc dĩ. Cô còn chưa hỏi hai cô tại sao lại tự tiện vào nhà tôi ấy. Hóa ra là nhân duyên. Sao tụi hai cô gái ra từ lúc nửa đêm như vậy là quá đáng luôn không? Hai cô gái này là ai? Đây là bạn gái con. Bạn gái? Nữ gừng cơm. Trước sau gì cũng bén. Bác nói làm dâu bác là phải dễ. Đón xem nhà là nơi để về. Lúc 21 giờ thứ bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 nhằm 30 Tết trên UTV.